Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 16 tháng 7 mình có một cái video để hướng dẫn các bạn nhận 25 token DAT mạng DAT Chain mà trước kia mình đã khai báo trên bot là mạng BB Smart Chain nha các bạn. Thì với những bạn nào đã có làm dự án này thì các bạn copy địa chỉ chocolate của mình trước kia đã khai báo trên bot nha các bạn. Rồi các bạn lấy phần link mô tả cái trang set của nó là cái trang Scan Pro DAT nè. Các bạn dán vào người ta các bạn. Rồi các bạn check nè. Coi mình đã nhận được. Mình đã nhận được 55 token DAT các bạn, balance của mình các bạn. Thì đối với những bạn nào đã nhận được token này thì các bạn bắt up 12 chuỗi bông mặt này qua sang với chocolate nha các bạn. Các bạn tích hợp bằng DAT vào thì nó sẽ hiện token các bạn. Thì thông số mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn nè. Thì bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra, các bạn nhập vào bao anh cùng nè, các bạn nhập vào một cài đặt nè. Rồi các bạn bấm vào một thêm mạng RBC tùy chỉnh nè. Rồi các bạn bấm vào một thêm mạng nha các bạn. Rồi thì thông số mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn đó. Tên mạng này nè. Tên mạng là DAT Chain nè các bạn. DAT Chain các bạn. Chain. Rồi các bạn Chain. Cái này không cần chính xác đâu. Chain. Rồi URL thì các bạn copy cái URL của mình nha các bạn. URL đây nè. Tại. Rồi các bạn copy URL đây nè. Chain ID là 142. URL nè. Chain ID là 142 nè. Ký hiệu nè. Ký hiệu là DAT. Rồi các bạn copy cái symbol này luôn các bạn. Rồi, ký hiệu là DAT. Cái này khá là dễ dàng. Cái này cũng tích hợp như tương tự như ký hiệu là DAT nè các bạn. Rồi các bạn dán URL nó vào các bạn. Rồi bấm thêm nè. Rồi sau khi các bạn bấm thêm thì các bạn nó sẽ hiện ra 55 token DAT nè các bạn. Thì token DAT này sau này nó sẽ list thằng nào hoặc là nó sẽ như thế nào, mình sẽ làm cái video tiếp theo hướng dẫn các bạn xả token này nha các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.